30 phút thử thách với U23 Việt Nam. Lần nữa thì U23 Việt Nam lại cho thấy chúng ta là một đội bóng không dễ bị đánh bại và có thể chơi tự tin trước bất kỳ đối thủ nào, dù là những cầu thủ vô địch, những đội bóng hàng đầu của châu Á. Trận đấu đầu tiên ở vòng tứ kết này, hai đội phải bước vào hiệp phụ và cũng đã từ khá lâu rồi thì nhiều cầu thủ hiện tại của U23 Việt Nam mới phải trải qua một trận đấu bước sang hiệp phụ. Lần gần nhất mà Xuân Trường và các đội trải qua là trận bán kết lượt về của AFF Cup năm 2016. Nhưng đó là khi mà chúng ta thậm chí chỉ còn lại 10 người trên sân trong trận đấu với Indonesia. Nếu nhìn lại khoảng thời gian qua của Xuân Trường thì thấy là đội trưởng của U23 Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều về khả năng tranh chấp và đặc biệt là thể lực. Khi mới dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam thì ông Park Hang-seo thường chỉ cho Xuân Trường đá đến khoảng phút thứ 60 rồi lại tăng dần sau mỗi trận đấu lên 70-75 phút, và bây giờ thì Xuân Trường đã đủ thể lực để thi đấu trọn vẹn 90 phút, thậm chí là cả 120 phút xuyên suốt cả giải đấu này. Bây giờ thì Xuân Trường đang là một trong năm cầu thủ đã trải qua tới 360 phút tại giải đấu lần này. Duy Mạnh cũng có thể có được thành tích như vậy nếu như không phải rời sân sớm, một phần vì bị đau. Trong hiệp phụ đầu tiên thì U23 Việt Nam của chúng ta bảo vệ cầu môn ở bên phía tay trái. Rất tốt và rất chủ động, đó là Văn Thanh. Một tình huống tôi cho rằng không xứng đáng thổi phạt. Văn Thanh vào rất trúng bóng. Chúng ta gặp phải không ít những bất lợi vì quyết định của các trọng tài. Ở góc máy khi chúng ta theo dõi lại những diễn biến tổng hợp của 90 phút thi đấu chính thức thì thấy rõ là không hề có một tác động nào của cả Xuân Mạnh lẫn Duy Mạnh với tiền đạo của đội bạn trong tình huống mà trọng tài Christopher Beach thổi penalty. Sân bóng như thực lệ vẫn là đội trưởng Besa của Iraq. Rất hồi hộp cho chúng ta. Cú đấm bóng của Tiến Dũng rất hay. Đức Trinh hay, cực kỳ chuẩn xác trong tình huống xử lý của Văn Thanh và sau đó là Xuân Trường. Thật khó tin là cho đến ngày sau 3 trận đấu bị bao mòn thể lực, sau 90 phút vắt kiệt sức, ngày hôm nay các cầu thủ chúng ta vẫn có được những pha xử lý tỉnh táo như vậy. Thank you.
về xa. Lại là Eman Hussein. Kịch bản dẫn tới bàn thắng này của U23 Iraq rất quen thuộc. Tiền đạo cao 1m90 đã có một pha đánh đầu. Nhìn bước chạy và di chuyển vừa rồi cũng như góc máy vừa rồi đủ để thấy là sự khác biệt lớn về thể lực và thể hình là lợi thế của Eman Hussein như thế nào. Xanh đang dẫn ngược đội bóng của chúng ta với tỷ số 2-1. Quang Hải. Rất tốt. Đó là pha băng lên của Nguyễn Thành Trung. Thẻ vàng dành cho Quang Hải. Rõ ràng đây là trận đấu mà chúng ta hơn hẳn đôi bạn của đối chơi. Thua ở hai tình huống cố định, đó đều là hai tình huống mà chúng ta thua đối thủ của mình về chiều cao. Buran. Chúng ta đã bị dẫn bàn nhưng thời gian vẫn còn nhiều. Pha băng lên của Hamza Adnan. Eman Hussein. Của Nguyễn Thành Trung. Rõ ràng là xuyên suốt cả trận đấu này cầu thủ U23 Iraq không có nhiều bàn ngoài bài rót bóng bổng về phía cái đầu của Eman Hussein. Vừa rồi là pha bắt bóng rất tự tin của Tiến Dũng. Cho thấy đây là một trong những đội bóng có nền tảng thể lực sung mãn nhất ở giải đấu lần này.
không hề có lỗi. Xuân Trường, rất bình tĩnh. Thành Trung, Đức Huy, Tiến Dũng, Xuân Trường, Đức Huy. Đường chuyền của Thành Trung, phía trước chúng ta còn khoảng 20 phút nữa. Như vậy là ông Park Hang-seo đã dùng nốt quyền thay đổi cầu thủ còn lại. Tiền đạo mang áo 9 của chúng ta Nguyễn Văn Toàn vào sân thay hậu vệ là Phạm Xuân Mạnh. Sơ đồ của ông Park Hang-seo thứ này sẽ chuyển sang 4-3-3. Có thể là 3-4-3. Rất yêu thích của huấn luyện viên Hàn Quốc. Tấn công của chúng ta lúc này sẽ là Quang Hải, Văn Toàn và Hà Đức Trinh. Có thể hiểu được cho quyết định của Park Hang-seo rút dòng hậu vệ có nghĩa là chúng ta sẽ giảm đi sự chắc chắn ở khâu phòng ngự, nhưng cũng không còn cách nào khác khi đội bạn đã vươn lên dẫn trước và chúng ta cần thêm những yếu tố đột biến ở trên hàng công, và Văn Toàn là người có thể mang đến điều đó. Cố gắng, không được thi đấu quá nhiều, nhưng màn trình diễn cho đến lúc này của Thành Trung là khá ấn tượng. Rất lắm thừa sản. Văn Toàn, Xuân Trường, rất chính xác. Không được. Sau khi Sơn Mạnh rời sân thì Đình Trọng đá trước sang bên phía cánh phải. Phút dâng cao của trung vệ Đình Trọng trong hình ảnh của một hậu vệ biên.
Đức Huy. Thành Trung. Thành Trung. Rất hay, đi trong. Căng ngang. Quả đá phạt góc. Trong thế trận như thế này thì chúng ta cũng hy vọng ở những tình huống cố định nữa. Phút thi đấu đầy cố gắng ở một vị trí không phải là sở trường của Đình Trọng. U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho thấy là khi chơi phòng ngự chúng ta đã chơi xuất sắc như thế nào, chơi tấn công cũng rất hay. Đường chuyền của Văn Toàn, vô lê. Và xử lý của Phan Văn Đức. Ý đồ rất rõ ràng trong tình huống này. Hiệp phụ đầu tiên chuẩn bị kết thúc và đã có những sự khởi sắc nhất định trong cách chơi của U23 Việt Nam trong 5 phút đã qua. U23 Việt Nam đang để lại những ấn tượng tuyệt vời trong mắt của người hâm mộ và trong mắt của cả giới chuyên môn cũng như truyền thông châu Á. Một phút bù giờ cho hiệp phụ thứ nhất. Sau quả đá phạt này thì hiệp phụ thứ nhất sẽ kết thúc. Phần lớn trong những tình huống tranh chấp trên không, Tiến Dũng đều chính xác. Hai đội sẽ đổi sân và đá hiệp phụ thứ hai. Tất cả những gì tinh túy nhất trong lối chơi tấn công của U23 Việt Nam sẽ phải được phát huy, thể hiện trong 15 phút của hiệp phụ thứ hai. Cho dù đang dẫn bàn nhưng có lẽ chính Iraq cũng không thể ngờ họ phải đối mặt với nhiều thách thức đến vậy. Dù đã phải gặp những đội bóng mạnh như Jordani hay đặc biệt là Ả Rập Xê Út, nhưng đây là thách thức lớn nhất kể từ đầu giải với đội cựu vô địch U23 Iraq. Trận đấu này sẽ gặp U23 Qatar ở trận bán kết còn lại. Trận bán kết đầu tiên đã được xác định, đó là cuộc đọ sức giữa hai đội Hàn Quốc và Uzbekistan.
Trong hiệp đấu thứ hai, U23 Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những nỗ lực trong tấn công của U23 Việt Nam. Tất cả các vị trí dù đã thi đấu từ đầu của U23 Iraq cho đến nay vẫn cho thấy sự sung sức. Trong đó có hậu vệ trái Hamza Adnan. Đức Huy. Không được. Xử lý của Đức Trinh. Tiến Dũng. Rất hay. Văn Thanh. Đường truyền của Văn Thanh cho Văn Toàn. Những hy vọng tạo ra khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương, trông chờ nhiều vào Đức Trinh và Văn Toàn. Đức Huy. Tạt bóng của Đình Trọng. Sức ép đã được chúng ta cụ thể bằng bàn thắng san bằng tỷ số. Không, có lẽ anh Đức, anh Tiến Dũng ạ, chúng ta hãy dành khoảng lặng này mà không phải bình luận gì nữa, vì tất cả đã nói lên, ý nghĩa của nó đã được nói lên tất cả rồi. Một tình huống đã nói lên tất cả về cách dùng người của huấn luyện viên Park Hang-seo, về tinh thần chiến đấu của những chiến binh áo đỏ. Cho dù vẫn còn thời gian và chưa biết kết quả sẽ đi đến đâu, nhưng cao thủ U23 Việt Nam đang chơi tuyệt vời. Thêm một trận đấu nữa đã cho thấy huấn luyện viên Park Hang-seo quả là một người rất tinh lợi. Tất cả những sự thay đổi cầu thủ của ông ở giải đấu này đều mang lại hiệu quả. Ngăn cản của Đức Huy. Dù trận đấu này có kết thúc thế nào thì U23 Việt Nam cũng đã có một giải đấu hết sức tuyệt vời. Chúng ta đang cố gắng để viết tiếp câu chuyện cổ tích. Đường truyền của Xuân Trường. Hà Đức Trinh. Quang Hải. Áp sát ngay. Lỗi của Văn Toàn. Vào đây. Đình Trọng. Bàn thắng của Phan Văn Đức lại xuất phát từ chính một cú tạt bóng của Đình Trọng, người được đẩy sang đá vị trí hậu vệ cánh phải. Ước gì thời gian bây giờ trôi đi thật nhanh. Nỗ lực của Quang Hải mang về quả đá phạt cho chúng ta.
Lợi thế tinh thần lúc này đang thuộc về U23 Việt Nam và chúng ta cần phải biết cách tận dụng. Bùi Tiến Dũng, Đức Trình, Đức Huy, Xuân Trường, Quang Hải, Đức Huy, Quang Hải rất khéo. À, Đức Trình vẫn còn. Đó là pha bỏ bóng khôn ngoan. Chỉ 3 ngày trước thôi, các cầu thủ của chúng ta đã phải gồng mình một cách quả cảm để buộc series phải chia điểm. Và bây giờ đã là một trận đấu đầy thách thức. Hơn 100 phút rồi, đội bóng của ông Park Hang-seo phải đối mặt với một đội bóng giàu thể lực bậc nhất, mạnh bậc nhất. Và đá phạt của Xuân Trường. Đánh đá! Anh Cương ạ. Không thể tin nổi. Đức Trình, Một pha băng cắt máu mực. Và Đức Trình đã hạ đối phương theo đúng cách mà Hussein đã đánh bại chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tiến vào bán kết là hoàn toàn xứng đáng dù thời gian vẫn còn. Thật là hạnh phúc cho các cổ động viên đang có mặt trực tiếp ở sân vận động Thường Thục ngày hôm nay. Chúng tôi rất hiểu cảm giác của các cổ động viên ở trên sân Thường Thục vào lúc này. Có lẽ những cầu thủ dạn dày của U23 Iraq mà phần lớn là các thành viên của đội tuyển quốc gia không tin nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt họ. Mong cho các cầu thủ của chúng ta chân cứng đá mềm trong những phút còn lại. Và áp sát của Tiến Dũng. Đây chắc chắn là trận đấu hay nhất tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Hai đội rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Besa, Tiến Dũng, Đình Trọng, áp sát, đã có lỗi việt vị rồi. Tiếng còi cất lên hơi muộn. Tình tình huống này còn khoảng 7 phút nữa. Sắp tới sẽ là thách thức khủng khiếp dành cho hàng phòng ngự của chúng ta. Phá bóng. Tất cả những sự thay đổi người của huấn luyện viên Park Hang-seo, các vị trí đều phát huy rất tốt khả năng của mình. Rất bình tĩnh. Đình Trọng đã chuyển sang bên phía cánh trái. Là một cú ném biên rất mạnh. Rất tốt.
Cú đánh đầu của Thành Trung. Các cầu thủ của chúng ta đã đứng vững trong 115 phút và hy vọng họ sẽ đứng vững trong 5 phút còn lại. Pha bóng bình tĩnh, Văn Thanh đã chuyển sang bên phía cánh phải. Và Đình Trọng chuyển sang cánh trái. Cú thôi. Rất nguy hiểm. Đội bạn đã có bàn thắng gỡ hòa 3-3. Đó là một cú đá rất tốt. Đây là một pha xử lý quen thuộc của Alamawi. Chúng ta có bàn thắng vào lưới U23 Malaysia một cách gần tương tự thế này. Tiến Dũng đã lường đến một tình huống mà đội bạn, cầu thủ của đội bạn đã ngoặt bóng, sẽ ngoặt bóng giống như trước U23 Malaysia. Nhưng thay vì như vậy thì là quyết định cú đá ngay. Không biết kết quả trận đấu này như thế nào nhưng nó sẽ đi vào lịch sử của U23 châu Á như là một trong những cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục nhất. Sau một tình huống phản công chớp nhoáng của đối phương thì được suy giảm khiến cầu thủ của U23 Việt Nam khó có thể theo được tình huống bóng nhanh như vậy. Đã đập vào mặt Đình Trọng nhưng trung vệ Mao Soi 21 vẫn đang cố gắng đứng dậy để tiếp tục thi đấu. Còn khoảng 3 phút nữa thôi là hiệp phụ thứ hai sẽ khép lại. Đức Trình rất cố gắng. Điểm đặc biệt nhạy cảm. Vẫn là bài cầu bóng bổng vào trước khung thành của thủ môn Tiến Dũng. Thì đội bóng Iraq rất trung thành với lối chơi này trong trận đấu ngày hôm nay. Dù họ là những cầu thủ không phải là yếu về mặt kỹ thuật. Một pha xử lý có phần nôn nóng. Cầu thủ U23 Iraq đã đứng cả dậy. Anh Dũng có thể thấy là thể lực của đội bạn rất sung mãn và đây là đội bóng tôi nghĩ có thể lực tốt nhất ở giải đấu lần này. Họ đang dùng lợi thế đó của mình để dồn ép các cầu thủ chúng ta trong ít phút còn lại. Chính xác là chỉ còn vài chục giây nữa thôi là thời gian thi đấu của hiệp phụ hai sẽ hết. Nếu thể lực tốt thì pha xử lý vừa rồi của Đình Trọng không đưa bóng đến cầu thủ đối phương. Bỏ bóng hợp lý. Những giây cuối cùng. Chúng ta luôn ước gì có những hậu vệ cao đến 1m90 đứng trước khung thành của Bùi Tiến Dũng. Nếu thế thì đã không có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-1 của Hussein.
có một góc máy mà chúng ta thấy là khi Hussein bật lên ở khoảnh khắc nâng tỷ số lên thành 2-1 thì anh cao hơn cầu thủ của chúng ta cả một cái đầu. Đức Huy vẫn còn Phan Văn Đức, đó là Hà Đức Trinh để bóng chạm tay. Mỗi khi đội bạn cho bóng bổng vào trong thì chúng ta đều lo lắng. Đức Huy là người vừa có pha chạm bóng, lại làm cú nhồi bóng. Theo chúng tôi thì đó là tình huống đã có lỗi việt vị, các cầu thủ của chúng ta cũng đã phản ứng rồi, nhưng rất may là Tiến Dũng vẫn đề phòng và kịp đổ người. Chúng ta cùng chờ đợi tình huống làm chậm. Rõ ràng là đã việt vị. Đây là lý do người ta báo, người ta hay nói bẫy việt vị là con dao hai lưỡi. Rất may là Tiến Dũng đã đề phòng. Rất hay. Hy vọng rằng những pha xử lý tốt vừa rồi sẽ tạo ra sự tự tin cho cầu thủ của chúng ta nếu chúng ta bước vào là đá luân lưu, đặc biệt là với Tiến Dũng. Có lẽ rất nhiều người không dám xem những giây phút này nữa. Hết giờ. Hết giờ và bây giờ thì sẽ là thử thách trên chấm sút luân lưu. Hình ảnh vừa rồi của trung vệ Bùi Tiến Dũng đã nói lên là chúng ta cố gắng thế nào. Phan Văn Đức đã tạo nên một khoảnh khắc bùng nổ. Hà Đức Trinh đã làm cho chúng ta thấy những điều tuyệt vời nhất của bóng đá. Những cảm xúc mà đúng là chỉ có bóng đá mới mang lại.